Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang. Hôm nay thì Quang làm cái clip này để trả lời tin nhắn của một số anh em có nhắn hỏi rằng là khi mà luyện hot thì cái con họa mi của các bạn ấy nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Thế thì như mọi người đã từng coi rất là nhiều các cái clip của Quang về cái cách luyện hot họa mi ấy, thì các bạn biết đấy là gì, có những con họa mi ấy thì chúng ta mở hết áo lồng ra thì nó nhìn thấy xung quanh ấy thì nó mới hot đấy. Có những con thì đây như các bạn thấy là Quang phải mở chỉ có một lửa áo lồng như này thôi và phải che lên để chim nó đỡ hoảng. Thế thì khi con chim của chúng ta nó chưa căng lửa hẳn, nó chưa thuần hẳn thì cái cách tốt nhất đấy là chúng ta làm thế nào để cho con chim nó đứng tự tin, nó hót như thế này đấy. Thế thì mọi người nuôi ấy, thì nên dùng các cái phương pháp, cái cách khác nhau đấy. Ví dụ như Quang nói như cái con chim này là Quang khi mà Quang mở áo lồng hết ra ấy, đấy, mình che hết một vòng cái vòng quanh cái trên cái đầu lồng ấy kìa đó, thì con chim nó nhìn được cái bốn phía xung quanh ấy thì nó lại cứ nhảy hoảng đấy. Thế bây giờ mình thử, thế là mình mới hạ hết áo lồng xuống, mình hở như này và cho nhìn thấy cái con mái như này và mình luyện hót như này đấy, thì con chim nó rất là tự tin, nó hót đấy. Thế còn nếu như mở hết áo lồng ra ấy, thì con chim nó lại cứ vừa hót, nó vừa nhảy, nó vừa hoảng, nó vừa sợ. Thế thì nếu như mà mọi người mà nuôi họa mi ấy thì chúng ta phải dùng đủ thử mọi đủ mọi cách. Chứ còn các bạn nhiều lúc các bạn cứ nhắn hỏi thì Quang cũng rất là khó trả lời thì nhắn đi nhắn lại nó rất là lâu đó. Thì Quang cũng làm clip này thì mong mọi người sẽ hiểu thêm đấy. Thế thì chúng ta sẽ điều con chim của chúng ta làm thế nào đấy để cho nó thích hợp nhất đấy, bởi vì là mỗi một cái con họa mi ấy nó có những cái tính cách khác nhau. Chẳng hạn như Quang nói ví dụ như cái con chim con chim mà Quang cũng đang gột và vực lửa là cái con chim xòe đấy. Đấy, thì cái con đó thì lại phải mở hết áo lồng. Đấy. Thế cái con đó thì lại phải mở hết áo lồng ra và mở hết áo lồng và chùm phía lóc lồng thôi. Đó, và treo nó lên ấy, thì nó lại hót rất là tốt. Đấy, cái tính cách con đấy lại như thế. Có thể là do cái cách nuôi của cái người dân bản ấy, người ta cái con chim đó là người ta hay treo đấy, người ta ít đặt đất đấy. Thế thường thường ấy thì nuôi họa mi bổi ấy thì chúng ta chỉ đặt nó xuống dưới đất thôi đấy, và chúng ta mở hé áo lồng về một bên đầu cầu đấy và kè mái làm sao mà cho chim nó đừng có nhảy là được. Qua clip này thì Quang cũng xin nói thêm một chút về cái đặc điểm của con họa mi để cho những anh em mà mới chơi họa mi thì sẽ hiểu thêm. Tức là gì, cái con họa mi ấy thì cái cấu trúc thiết kế con chim nó vốn dĩ nó sinh ra nó đã bay rất là kém. Các bạn nên nhớ là nó bay rất là kém nhé, nó không thể là bay xa và bay cao được đấy, nhưng mà nó lại chạy và lẩn trốn, chạy nhảy thì rất là nhanh đấy, nhưng mà nó bay ấy thì lại hơi kém đấy. Thì cho nên là khi mà chúng ta nuôi nhốt ở trong lồng ấy mà chim họa mi của chúng ta mà trong cái quá trình chúng ta gột bổi lên ấy mà chúng ta để con chim nó nhảy nhiều quá thì là con chim nó sẽ mất hết lửa, mất hết lực đấy. Thì chúng ta nuôi họa mi thì chúng ta làm thế nào trong cái quá trình nó chưa phải là con chim thuần hóa chơi được ấy thì chúng ta cố gắng làm thế nào đấy để cho con chim nó không nhảy đấy đấy. Thôi còn cái lúc mà nó chưa có lửa thì miễn làm sao mà nó không nhảy là được, và chúng ta cứ nuôi dưỡng nó tốt để khi nó có lửa rồi chúng ta luyện hót thì tự khắc nó sẽ hót. Chứ còn nếu như anh em nuôi họa mi mà cứ treo ra mà để chim nó nhảy lên nhảy xuống nhiều quá rồi chim không bao giờ nó có thể nó đứng hót được như này đấy. Thế quay trở lại với cái vấn đề là anh em luyện con chim họa mi mà luyện hót ấy mà nó cứ không tự tin mà nó cứ nhảy lên nhảy xuống ấy thì đấy, thì chúng ta sẽ lựa ví dụ như chúng ta sẽ mở hé áo lồng như này thôi chẳng hạn, hoặc là mở hé thì mở đủ cho chim nó nhìn thấy mái, mới nhìn thấy người thôi đấy. Chúng ta mở làm sao để chim nó tự tin và nó sẽ hót như thế này đấy. Thì sau khi mà chúng ta mà thấy con chim nó tự tin, nó hót ấy thì nó hót tóc 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 tóc, nó say hót như thế này rồi ấy, thì chúng ta sẽ dùng những cái mà cái ký hiệu riêng của chúng ta với con chim, chẳng hạn như chúng ta có thể búng tay vẫy tay
gọi mồm đấy, cứ mỗi một ký hiệu đấy, và chúng ta cứ làm như thế trong cái lúc mà chúng ta luyện hót. Thì khi mà chim nó say hót thì chúng ta tiến dần ngồi gần hơn nữa vào với con chim thôi. Ví dụ như con đang ngồi cách con chim là một viên gạch, hai ba, gần 4 viên gạch, 30 phân là 1m2. Và sau khi mà chim nó say hót thì Quang sẽ ngồi gần nó vào cách độ khoảng hơn 2 viên gạch đây, chẳng hạn như này. Tóc 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 ọc 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 đó thì vẫn thấy nó hót đúng không ạ? Đấy, thế thì khi mà chúng ta luyện vài bữa mà chim mà nó bắt đầu nó say hót như này rồi thì chúng ta muốn chim nó tự tin hơn nữa và nó thuần hóa hơn nữa thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, chúng ta sẽ vén cái áo lồng thêm ra đấy. Đấy, chúng ta sẽ vén cái áo lồng ra chẳng hạn, đồng thời chúng ta sẽ ngồi xa ra xem chim nó có tự tin không. Đó, thì khi mà ngay từ lúc đầu ấy chúng ta luyện hót thì chúng ta đừng vội mở hết ra đấy, khi chúng ta luyện làm sao để cho chim nó tự tin nó hót rồi thì chúng ta cũng mở như này. Đấy, chúng ta cố gắng chúng ta gọi làm sao để cho chim nó tự tin nó đứng nó hót thôi đấy, tránh cái trường hợp là con chim nó cứ ngó nghiêng rồi nó nhảy lên nhảy xuống ấy, thì nó sẽ rất là mệt. Vì các bạn phải lên biết đấy là khi mà chúng ta Quang nói ví dụ như này này, ví dụ như chúng ta mà có ngồi một chỗ chúng ta hát ấy, hát những bài nhỏ nhẹ thì chúng ta hát được lâu, nhưng mà chúng ta mà vừa hát vừa nhảy ấy, thì nó chỉ được 1-2 bài thôi là chúng ta mệt. Con chim thế, cố gắng trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta luyện hót ấy thì cố gắng đừng để cho chim nó nhảy nhiều, nhất là vừa hót vừa nhảy ấy, thì chắc chỉ được một lúc là hết điện, là hết lửa, là há hốc mồm ra là thở thôi, vừa nhảy vừa thở đấy. Thì chúng ta cố gắng làm sao mà luyện hót đây là con chim nó đây, cứ chúng ta sẽ lựa làm sao mà để cho chim nó cứ tự tin như này là cái tốt nhất đấy. Thì Quang cũng đã thử với cái con chim như thế này rồi, là nếu như mà ngay từ đầu mà buổi sáng này ra ấy mà mình lên mình cho ăn mồi tươi xong mình mở hết ra như này là con chim nó sẽ bị hoảng, nó sẽ sợ, nó nhảy đó. Còn nếu như mà mình mà cứ mở hé hé nó ra thôi, sau đó thì kè cái con mái vào và mình gọi mồm, mà khi nào chim nó say say hót rồi thì bắt đầu mình mới mở hết áo lồng như này đấy. Cái vấn đề nó là như thế, mỗi một cái con chim nó có những cái tính cách khác nhau. Khi mà nó chưa phải là cái con chim chơi được ấy, thì chúng ta phải lựa, chúng ta thay đổi làm thế nào đó để cho chim nó không hoảng không sợ là được đấy. Thì các bạn nên nuôi họa mi thì các bạn chú ý điều đó, cố gắng làm sao mà chúng ta lựa, chúng ta thay đổi tùy từng con chim nhé. Đấy, chứ còn các bạn mà không chịu sáng tạo ra thì rất là khó, bởi vì là không phải con nào nó cũng giống con nào. Đấy, nhất là những con chim mà chúng ta đi mua bán qua mạng về là nó chưa biết tính cách nó như nào thì chúng ta phải lựa dần dần, chúng ta phải thử thử kiểu này không được thì thử kiểu khác. Đấy, ví dụ như là chúng ta có những con này, Quang cũng nói lại nữa là lần nữa là cái con ví dụ như con xòe ấy, là Quang thử rồi là để xuống đất ấy là nó hay nhảy lắm đấy, nhưng mà treo nó lên đấy thì lại tự tin, nó chỉ nhảy một tí thôi xong kè mái và gọi phát là nó lại tự tin nó đứng nó hót đấy. Thì có thể là cái con chim đó là người dân bản người ta nuôi là người ta hay treo đấy. Và đấy thì cái clip này thì Quang cũng nói sơ qua một chút như thế về cái tính cách của những con chim họa mi đấy. Thì các bạn nhớ là lựa làm sao để chim nó làm thế nào đấy là nó tự tin, nó đừng có hoảng, đừng có sợ, thì bắt đầu chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là chúng ta luyện hót đó. Đấy, hàng ngày thì chúng ta luyện đấy. Thế còn như các bạn cũng xem nhiều clip của Quang thì các bạn biết đấy, hoặc là anh em chơi họa mi lâu năm thì biết đấy, là khi mà chúng ta gột họa mi, chúng ta gột con họa mi thì cái việc mà chúng ta có một con mái đến hai con mái hay là cái chuyện mà cực kỳ cần thiết, là cái việc đấy cực kỳ cần thiết đó. Nếu như không có thì rất là khó đấy. Như Quang ấy thì Quang gột họa mi ấy thì tất cả đều phải dựa vào cái công cụ hỗ trợ là cái những cái con mái hay đó. Mình không có thì nói đúng ra thì Quang cũng có thể mượn được anh em bạn bè, mượn được nhiều đấy. Quang mượn được những con mái hay về để gột đấy. Nhưng trước đây thì Quang cũng có ở nhà có 2-3 con mái hay, nhưng mà cũng nhượng lại hết cho khách, bây giờ còn mỗi một con thôi đấy. Thì cái con chim nó tự tin nó hót như này, thực tế là Quang đang kè cái con mái này vào
Đấy, thì cứ mình luyện dần như thế, hàng ngày như thế, và khi con chim nó say hót như thế thì chúng ta sẽ quay cái con mái đi. Đấy, thực ra thì nó chỉ đơn giản nó mỗi như thế thôi, nhưng mà nếu như mà cái không có cái con mái mà nó thích hoặc là không có những con mái hay thì nó rất là khó khăn. Đấy, thì động vào lồng nó cứ nhảy nó hoảng rồi nó thành cái thói quen, thì là chúng ta vô tình là chúng ta cứ làm hỏng con chim đấy thôi. Đấy, còn nếu như mà chúng ta có những công cụ hỗ trợ mà chúng ta biết cách như thế này thì nó rất là nhanh. Đấy, thì cứ con chim nó say hót thì chúng ta sẽ cứ gọi như này thôi. Và Quang đã hướng dẫn như này thì là rất là nhiều bạn đã thành công ở trong cái việc nuôi và gột họa mi đó. Trước đây thì rất là nhiều bạn chưa biết cách, nhưng mà qua cái những cái clip mà Quang hướng dẫn thì đã rất là nhiều người thành công về cái việc gột họa mi đấy, và tự tay mình có thể nuôi được những con chim mà nó chưa chơi được thành con chim chơi được đó. Đấy, nếu như không có con mái ấy, thì mình không mồi lên ấy, thì con chim, khi con chim nó đã bắt đầu nó hót, nó say hót thì nó rất là tự tin. Còn nếu như ban đầu mà chúng ta đã làm nó hoảng ấy, thì kể cả con chim nó có lửa đi chăng nữa, nó cái tâm lý nó không ổn định ấy, thì nó cũng không hót. Đấy, hoặc là nó sợ một cái gì nó cũng không hót. Thì chúng ta nuôi con chim, chúng ta lên tập trung và chúng ta để ý kỹ cái tính cách của con chim của chúng ta nó như thế nào. Đấy, rồi thì chúng ta thay đổi một số những cái phương pháp thì làm thế nào đấy để cho nó thích hợp với nó nhất. Đấy, vâng, thế thì cái clip này thì Quang cũng xin dừng lại ở đây, và xin chúc tất cả mọi người nuôi họa mi thành công. Và cuối clip thì Quang cũng xin quảng cáo cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang là cực kỳ tốt. Đấy, nếu như các bác các chú các anh các chị mà có nhu cầu mua cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang thì xin vui lòng liên hệ với Quang qua cái số điện thoại cả Zalo nữa, là số là 0983 494068. Đấy, đây là Quang cũng đang nuôi những cái con chim họa mi mà nó chưa chơi được như này để quảng cáo cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang. Đấy, nó chỉ là một cái con mộc dở thuần độ 70-80% thôi. Đấy, Quang cũng tìm mua ở trên mạng, mình nhìn nó ưng mắt nó đẹp thì mình mua về. Đấy, và mình gột lửa, thứ nhất đấy là mình có hướng dẫn cho mọi người các cái clip cái cách gột. Cái thứ hai nữa là mình đồng thời ấy, là mình đây như các bạn thấy là con chim này là cái bộ lông nguyên bản là lông rừng này. Đấy, chân vẫn bóng mượt này. Con chim này nó chỉ được 6-7 tháng lồng thôi. Đấy, và chân mỏ là chưa có vàng nhá. Đấy, Quang sẽ chắc chắn đảm bảo với các bạn một điều rằng là sau một cái thời gian ăn cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang ấy thì nó sẽ vàng óng. Đấy, sau một thời gian ăn cái cám chim này nhá, Quang sẽ khẳng định với các bạn rồi, các bạn sẽ thấy là sau này con chim này này, chân này, mỏ này, lông sẽ vàng óng. Đấy, và thay lông xong, đây là con này đang thay mấy cái lông cánh. Đấy, và sau khi thay lông xong ấy là nó có một cái bộ lông óng mượt mà tắm mà còn không ướt lông. Đấy, thì cái sản phẩm cám tốt là như thế. Cám này thì cho các bạn cho ăn quanh năm nhé. Đấy, và thì nếu bạn nào còn xem đến cuối này thì Quang lại nhắc lại một lần nữa là khi mà chúng ta luyện cho con chim mà hót nó nhảy quá thì chúng ta đặt xuống đất thôi, và chúng ta che phủ bớt áo lồng vào, và sau khi mà hàng ngày chúng ta luyện thế chim nó tự tin rồi thì chúng ta hãng mở hết nó ra như này. Đấy, và sau khi mà chim nó hót tốt ở dưới như này rồi, nó quen với cả các cái thung quanh đây rồi mà nó thuần hơn một chút nữa thì chúng ta hãng treo lên. Đấy, chứ còn tạm thời chúng ta đừng có treo vội. Đấy, treo vội lên là làm con chim nó hoảng, nó sợ, nó nhảy, mà nó cứ nhảy lên nhảy xuống nhiều thì nó thành cái thói quen. Đấy, chúng ta luyện làm sao mà, nhất là các bạn mà chơi chim hót mà luyện chim đi thi ấy, thì cố gắng chúng ta luyện làm sao mà đừng để bao giờ con chim nó nhảy lên vanh. Đấy, bởi vì cái đi thi thì cái lỗi vào đến các cái vòng sâu ở trong ấy thì cái lỗi bám vanh là quan trọng lắm. Đấy, nó trong cái quá trình nó hót mà nó cứ nhảy lên vanh ấy, đến vòng 5, vòng 6 là có 5 lần nhảy lên vanh thôi là bị hạ con chim. Đấy, nhảy lên vanh, đứng lên vanh hót thì không sao, nhưng nhảy lên vanh một cái xong nhảy xuống này họ tính một lần. Đấy, xong kể cả những con chim rất hay hót rất là tốt, nhưng mà trong quá trình thi đấy nhảy lên cái xong lại nhảy xuống là bị tính lỗi. Đấy, nó khổ là khổ, bây giờ quy định là do con người đặt ra.
Đấy, đấy nhảy đấy là chết rồi. Đấy thì cố gắng đừng bao giờ để cho chim nó nhảy lên vanh. Đấy phải cố gắng phải luyện làm sao để cho chim nó tự tin nhất. Vâng, thế cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong cái clip sau.